Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì giám đốc điều hành thương hiệu bia nổi tiếng thế giới Budweiser đã nói về tư chuyển như sau. Chúng tôi hợp tác với đại sứ thương hiệu tiêu chiến, người rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Chúng tôi thực sự đã đồng phát triển biến thể MiX với sự hỗ trợ của anh ấy. Nó đã trở thành thương hiệu được xếp hạng về số 1 thực phẩm và đồ uống trong lễ hội mua sắm 618. Quả thực, việc tiêu chiến trở thành đại ngôn luôn giúp cho các nhãn hàng thu về doanh số khủng. Anh luôn khiến cho công chúng phải ngạc nhiên. Khả năng gánh lượng tiêu thụ hàng hóa của tiêu chiến vô cùng lớn. Bia ngâm trái cây MiX được tung ra thị trường và tiêu chiến được mời làm người phát ngôn của thương hiệu để tham gia vào các hoạt động thị trường cao cấp. Với thiết kế đồng sáng tạo cùng tiêu chiến, thương hiệu này đã thành công trong việc thu hút người tiêu dùng. Vào ngày 29 tháng 7, thương hiệu Budweiser đã công bố báo cáo kết quả hoạt động nửa đầu năm 2021. Báo cáo tài chính cho thấy trong nửa đầu năm 2021, công ty đạt thu nhập từ hoạt động kinh doanh là 3,477 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thực hiện là 503 triệu USD, tăng 171,89 so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc của thương hiệu Budweiser trong nửa đầu năm 2021 tăng 21,8%. Thậm chí người hâm mộ của anh ấy tại Mỹ đã gửi thư cho trụ sở công ty tại Hoa Kỳ và hỏi rằng khi nào thì họ có thể tìm thấy sản phẩm Mỹ tại đây. Nhưng nhãn hàng đã trả lời rằng việc cơ bản là không có khả năng. Có lẽ sản phẩm Mỹ chỉ cung cấp độc quyền tại thị trường Trung Quốc. Điều này càng chứng tỏ sức ảnh hưởng của tiêu chiến đối với fan quốc tế. Từ những quốc gia thuộc châu Mỹ như Mỹ, Brazil, Mexico, châu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tiêu chiến quả thực đã làm đại ngôn rất tốt, xứng đáng ngôi sao top đỉnh lưu. Mới đây, anh cũng đã cùng Địch Lệ Nhật Ba, Dương Dương và Dương Mịch trở thành người phát ngôn toàn cầu trên nền tảng WeTV. Chàng trai áo đỏ tiêu chiến xuất hiện trong video với vẻ tươi tắn rạng ngời, khiến người hâm mộ như muốn trụy tim. Một nụ cười bỗng chốc làm sáng bừng cả không gian. Dù xuất hiện với bất cứ tạo hình nào, anh ấy vẫn khiến cho người đối diện phải trầm trồ chiêm ngưỡng. Hay như dân mạng trêu đùa rằng dù có khoác bao tải lên người tiêu chiến thì vẫn đẹp rạng ngời. Điều này không hề sai. Khi bạn nhìn lại những hình ảnh chàng trai thiếu niên đường tam trong Đấu La Đại Lục, đúng là tiêu chiến đã khoác bao bố lên người. Nhưng sao anh lại đẹp xuất thần thế này? Ban đầu tứ đỉnh lưu đại diện VTV vốn được đồn là không có Dương Mịch mà thay vào đó là Triệu Lộ Tư, nhưng cuối cùng Dương Mịch lại là người xuất hiện với tư cách đại ngôn toàn cầu. Sự lựa chọn này của VTV là hoàn toàn hợp lý. Nếu so với độ nổi tiếng thì Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương và Dương Mịch rất thích hợp để cùng trở thành người phát ngôn toàn cầu của VTV. Đây là một nền tảng phát video trực tuyến của Trung Quốc thuộc sở hữu của Tencent. VTV là bản quốc tế, còn bản Trung Quốc có tên gọi là Tencent Video. Tính đến tháng 3 năm 2019, trang web này đã có hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên thiết bị di động và 89 triệu người đăng ký. WeTV hiện nay là ứng dụng giải trí được nhiều người yêu thích, hỗ trợ sử dụng trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. WeTV mang đến cho người dùng các chương trình game show nổi tiếng và rất nhiều phim truyền hình hấp dẫn với phụ đề tiếng Việt. Chất lượng hình ảnh và âm thanh trên nền tảng này được đánh giá là khá chất lượng. Bên cạnh đó, các chương trình tại đây đều là sản phẩm được cung cấp độc quyền đến người dùng. Để xem các bộ phim chương trình trên WeTV thì bạn phải cài ứng dụng này trên thiết bị di động của mình. Hiện tại thì Tiêu Chiến vẫn đang trong quá trình hoàn thành nốt những cảnh quay trong phim Ngọc Cốt Dao. Hành trình công diễn Như Mộng Chi Mộng của anh tại Trường Sa đã được hoãn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Anh đã trở về Bắc Kinh bằng máy bay riêng ngay trong đêm. Tiền vé sẽ được hoàn trả lại cho người mua đầy đủ. Trong khi đó, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn do anh cùng nữ diễn viên Dương Tử đóng chính đã được ấn định lịch lên sóng là ngày 8 tháng 8. Dự kiến khi lên sóng, bộ phim sẽ gây bão mạng xã hội bởi người hâm mộ của anh đã chờ đợi bộ phim này quá lâu rồi. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn nói đùa rằng chỉ khi nào nhà đài chính thức chiếu phim thì mới tin được. Chỉ còn một tuần nữa thôi, liệu Tiêu Chiến cùng với Dương Tử có vượt qua được Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hay không? Hiện tại, bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh đang đạt được kỷ lục lớn sau khi ra mắt. Bộ phim đã phá mốc 100 triệu view ngay sau 4 giờ đầu tiên kể từ khi bắt đầu lên sóng. Cũng sau ngày đầu tiên, bộ phim này đã lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng. Đồng thời trên bảng chỉ số truyền thông diễn viên, hai diễn viên chính đã leo lên hai vị trí đầu tiên, Dương Dương hạng 1 và Địch Lệ Nhiệt Ba hạng 2.
Tứ Đỉnh Lưu, người phát ngôn toàn cầu của WeTV, chuẩn bị bước vào một cuộc chiến ngang sức ngang tài. Hãy cùng chờ Dư Sinh lên sóng rồi cho chúng tôi biết đâu là bộ phim mà bạn muốn xem hơn nhé. Như vậy, trở lại showbiz sau một thời gian dài im lặng, dường như Tiêu Chiến đã lấy lại được cân bằng. Anh cũng đang từng bước khẳng định được vị trí của mình trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến cũng rất cương quyết trong việc khởi kiện các tài khoản cá nhân tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến anh. Mới đây nhất, một cá nhân bị kiện đã đề nghị được hòa giải với phòng làm việc của Tiêu Chiến. Lý do anh ta đưa ra là do anh ta chuẩn bị thi công chức nên không muốn có vết nhơ nào trong hồ sơ. Tuy nhiên, phía Tiêu Chiến đã không chấp thuận. Điều này đã được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình. Bởi thực tế, việc sử dụng mạng xã hội tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đã trở thành một vấn nạn và cần thiết phải có sự mạnh tay để răn đe những trường hợp như thế này. Bản tin của 8790 Channel hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hãy ấn like, đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you all for watching this video. Goodbye and see you again, Budweiser.